Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản được đảm bảo. Các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo kế hoạch đề ra. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp cơ bản nghiêm túc và chưa phát hiện có tiêu cực. Đáng chú ý, ngày 10 tháng 6 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định số 455 thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên. Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để thảo luận làm rõ về các vấn đề công tác quân sự quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác cải cách tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác thanh tra kiểm tra, giám sát. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh nhấn mạnh một số hạn chế cần khắc phục, đó là việc nắm bắt, đánh giá và dự báo tình hình vi phạm, phạm tội có nơi, có lúc chưa kịp thời, tiến độ giải quyết một số vụ việc trọng điểm, án phức tạp còn chậm. Tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án đạt thấp do tác động của dịch bệnh COVID-19, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra nội bộ về phòng chống tham nhũng chưa sâu sát và chưa thường xuyên. Công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng chống tham nhũng hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, công chức và người dân. Trong một số trường hợp, việc cung cấp thông tin về các vụ án, vụ việc tham nhũng chưa đầy đủ, kịp thời. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, từ tỉnh đến cơ sở, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương cũng như là của tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong đó các cơ quan nội chính phải nắm chắc và thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ của mình, gắn kết chặt chẽ giữa công tác bảo đảm an ninh trật tự với thực hiện mục tiêu là phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương và gắn với triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng tiêu cực, xử lý đồng bộ kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và kỷ luật bằng các biện pháp hình sự đối với những người vi phạm, với tinh thần là không có vùng cấm, rồi không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Và chúng ta đặc biệt một cái vế rất là quan trọng mà hội nghị tổng kết 10 năm về công tác phòng chống tham nhũng cũng đã nêu, đó là không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào.